người dân vùng lũ vui vẻ xếp hàng nhận quà của MC Phan Anh. Sau hơn một ngày kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung, MC Phan Anh đã huy động được số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Đêm ngày 17 tháng 10, nam MC đáp chuyến bay vào Đà Nẵng, sau đó nhanh chóng di chuyển đến Quảng Bình. Sáng ngày 18 tháng 10, Phan Anh rút tiền ở thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Anh rút 1,3 tỷ đồng để mua thực phẩm và quà tặng. Số dư còn lại là 8 tỷ đồng. Sau đó anh tiến thẳng đến xã Mai Hóa và bắt đầu hoạt động cứu trợ vào lúc 14 giờ. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, MC Phan Anh và các thành viên trong đoàn đã tập trung được đông đảo người dân trong xã. MC Phan Anh liên tục hô hào người dân xếp hàng để nhận quà cứu trợ. Nam MC nhắc đi nhắc lại, mọi người có thương con thì xếp hàng ngay ngắn vào ạ. Dù mệt mỏi vì phải gồng mình chống chọi với hậu quả của cơn lũ lịch sử, nhưng bà con vẫn vui vẻ và trật tự xếp hàng theo chỉ dẫn của nam MC. Người dân phải mang theo sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư để nhận hỗ trợ từ đoàn thiện nguyện. Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt, nửa cân ruốc và một gói để làm sạch nước.